Đây là ông Thợ Phú. Đấy. Là một chuyên viên kỹ thuật bên ngành sửa xe, kinh nghiệm dày dặn nhiều năm, hôm nay là về để gọi là khám bệnh cho xe ben bãi cày hiệp hảo. À, đồ nghề đây này, theo khả năng mưa cả đêm đấy chú nhỉ, cứ tí tách của này. Cái này của cháu là trước là thợ cũ là họ chế cái gốc của nó là gọi là vâng đạp dầu cơ, vâng bây giờ là chợ thêm cả hơi cho nên là nó hơi nhì nhằng, được cái đạp thì êm nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại phải thay cái đấy, như đạp sướng lắm. Vâng, đang đạp cái chợ hơi này, bây giờ mà chuyển sang cái đạp dầu không được cứng đét mà cảm giác chán ngay. Chú Phú đi làm cái này được bao nhiêu năm rồi nhỉ? 2 năm là bắt đầu làm chính thức, còn trước kia là cũng à bắt đầu ạ. Nhưng mà cũng qua trường đào tạo cẩn thận rồi đúng không? À, bây giờ là đi kiểu như là mình đi gọi là kiểu như là thực tập đấy hả? Thế là chú học ở trường nào? Trường 2, tốt cho tưởng học lâu rồi mà. Đấy, kết hợp đi trải nghiệm thực tế để nâng cao tay nghề. Ông thợ rất nhiệt tình. Thời tiết bây giờ hiện tại đang mưa nhưng mà các anh em thợ là vẫn tranh thủ vào để bảo dưỡng sửa chữa cho bãi cày hiệp hảo có xe để mai tiếp tục vào công việc. Đấy, thời tiết mưa ướt đường. Đấy, giám đốc bắt đầu là có mặt. Đấy ạ. Được cái cơ sở được cái ưu ái là cơ sở là gara ô tô lương luôn. Đấy, phục vụ là rất nhiệt tình. Không có. Đấy ạ. Anh em tài xế có nhu cầu bảo dưỡng sửa chữa thì cứ liên hệ với Lương luôn. Anh em làm việc được cái là rất nhiệt tình. Có mặt mọi lúc mọi nơi.
quật ra. Đang ra chưa? Lấy tí nữa, chút nữa. Ấy, tao mới bày lên. Không có chỗ để tựa. Ấy, kéo. Bày lửa. Lửa đi, lửa đi. Không được đâu. Ghê. Gần hết rồi. Tổng 2-3 phân. Không được đâu. Không nữa em ơi. Mẹ đang đéo đâu, không bẩn luôn. Tháo mẹ đi kịp. Tháo mẹ cái bầu chụt về. Bao nhiêu cho chúng ta? Được không? 13. Cái này bao nhiêu? 13, 14. 13 trong đấy. Có cái này 13. Trước thì mà lâu bệnh quá.
để chuyên ốc với chuyên này em ơi. Quay bên trong không không xem bỏ cái lông đen, sửa xem con ốc có bệnh không.